Quán cà phê 68 thuộc ấp 3 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Nguyễn Thị Thủy, 47 tuổi ở tỉnh Nghệ An làm chủ. Ngoài cổng vẫn dán bảng tuyển nữ nhân viên tuổi từ 18 đến 30, tuy nhiên chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, quán đang phải tạm dừng hoạt động. Ở trong quán, không giống như những quán cà phê bình thường khác, nơi này có hàng chục lều lá kiểu thổ dân. Còn đây là quán cà phê 568-668 thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài do Trần Văn Đen, 36 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa làm chủ. Cũng những căn lều lá với kiến trúc y hệt như quán 68, tuy nhiên không phải vì chủ hai quán cà phê cùng có lòng yêu thiên nhiên. Chúng tôi chắc chắn rằng rất nhiều người từng nghe nói hoặc nhìn thấy loại lều ở các quán cà phê chòi như thế này. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người không biết bên trong những căn lều này có những gì. Một chiếc bàn, hai chiếc võng, phía dưới là nền xi măng ẩm thấp cùng không gian tối tăm. Thế nhưng chừng đó là đủ để biến nơi này thành điểm chứa mại dâm và mua bán dâm. Chiều tối ngày 24 tháng 5 năm 2020, sau nhiều ngày theo dõi mật phục, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Xoài đã triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào hai quán cà phê này. Tại đây, cơ quan đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Kiểm tra hành chính, nhiều nhân viên tại hai quán cà phê này cũng không có giấy tờ tùy thân, không khai báo chính quyền địa phương theo quy định. Tại cơ quan công an, hai chủ quán cà phê cùng các nữ nhân viên đã thừa nhận hành vi chứa mại dâm cũng như mua bán mại dâm. Theo lời khai ban đầu, khi có khách đến quán, tùy theo khách có nhu cầu mua bán dâm hay massage, quán sẽ đưa nhân viên đến phục vụ. Mỗi lần massage là 220.000 đồng, bán dâm là 620.000 đồng, trong đó quán lấy 120.000 đồng mỗi lần khách massage hoặc bán dâm, còn lại nhân viên được lấy. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Công an thành phố Đồng Xoài đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.